Dạ vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với series video King of Sales. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, chuyên gia marketing online, chuyên gia về bán hàng trực tuyến và là một trong những người có rất là nhiều kinh nghiệm và đào tạo và làm doanh nghiệp thực tế. Và hiện nay thì tôi đang điều hành cùng với sếp tôi có một chuỗi cửa hàng bán lẻ về thời trang và đã trải qua rất nhiều các cái công việc về bán hàng. Có lẽ là tôi cũng đã kể với các bạn rồi, được chưa? Vâng, để không mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta tiếp tục đi vào bài học ngày hôm nay. Đó là cái phần cách tiếp cận những khách hàng offline. Và bài học tiếp theo, nó chính là chúng ta hãy sử dụng kênh của những người bán hàng khác. Và tôi gọi nó là kênh bán hàng của những người bán hàng khác. Tức là như thế này ạ, bạn làm sale bất động sản, bạn phải bắt tay với sale ô tô. Bạn làm sale ô tô, đúng không ạ? Bạn phải bắt tay với sale bất động sản. Hoặc là bạn phải mở rộng cái mạng lưới bán hàng của mình ra. Một cái người thành công trong cái lĩnh vực bán xe hơi thì người ta phải bắt tay với cả những người bán bất động sản, bán du lịch nghỉ dưỡng, bán du lịch quốc tế. Chứ không phải là mình chỉ biết mỗi mình trong cái lĩnh vực bán xe hơi. Thậm chí là chơi với rất ít những người bán xe hơi bởi vì giấu nghề và sợ rằng người khác lấy mất nghề của mình. Thực ra trước đây tôi cũng nghĩ rằng là mình giấu nghề là tốt, nhưng mà sau này tôi mới hiểu ra rằng là càng chia sẻ, càng đóng góp, càng viết ra, càng nói ra, càng quay những cái video như thế này thì tôi lại càng học hỏi được nhiều và càng nhận được cái sự phấn khích, cái sự cảm ơn, cái sự vui vẻ của những người xung quanh. Đó, cho nên chúng ta cần phải chia sẻ và cho đi. Và trong cái bài học này, ý tưởng của tôi là gì? Chúng ta cần phải kết bạn quảng giao để kết nối với những cái người bán hàng khác mà có chung tập khách hàng với bạn và hỗ trợ những người bán hàng khác đó, hoặc là khai thác cái tập khách hàng đó một cách hợp lý, khoa học và nghệ thuật. Đó, là chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, cùng nhau chia sẻ dữ liệu khách hàng và cùng nhau giúp đỡ nhau để bán hàng. Ông bất động sản, ông phải giúp ông ô tô này bán được hàng cho cái khách bất động sản mà ông đã chăm. Ông ô tô này, ông bán được một chiếc xe hơi rồi, ông giới thiệu cho ông bất động sản. Và ông phải cố gắng làm sao mà để có thể kết thúc được cái deal đó. Tất nhiên chúng ta sẽ đều nhìn nhận là tôi bạn, đúng không ạ, tôi cho bạn data đã là tốt lắm rồi, và bạn phải trả tôi phần trăm, phần trọt, vân vân. Những cái điều đó không sai, nhưng mà điều đó nó chưa đạt đến đỉnh cao của người sale, đúng không ạ? Đỉnh cao người sale là nếu như các bạn chú tâm, các bạn quan tâm, các bạn giúp đỡ công việc của cái người bạn của mình, cái người đối tác của mình, thì lần sau người ta cũng sẽ trả ơn mình và giúp đỡ mình hết sức. Đấy là cái quan điểm của tôi trong cái việc là chúng ta khai thác những cái kênh bán hàng của những người bán hàng khác, được chưa? Chúng ta tận dụng tối đa kênh, chúng ta tận dụng tối đa cái dữ liệu khách hàng, hay còn gọi là cái data đấy, chúng ta cùng nhau khai thác khách hàng. Đấy, các bạn kết bạn, các bạn quảng giao với những cái sale như vậy, chúng ta có những cái thỏa thuận với nhau. Và tôi nói về góc độ thỏa thuận miệng cũng được, thỏa thuận bằng văn bản cũng được, đúng không ạ? Chúng ta có thể xem là bất kỳ ai cũng có thể là khách hàng, là bạn bè, là người thân đều có thể là khách hàng, đúng không ạ? Thậm chí là bạn bè của bạn mình cũng có thể là khách hàng, đúng không ạ? Chúng ta hãy trò chuyện, chúng ta hãy giao lưu, chúng ta hãy kết bạn quảng giao, và đặc biệt là kết bạn với những người bán hàng khác để người ta chia sẻ khách hàng cho mình, và kết bạn với chính khách hàng của mình để người ta chia sẻ những khách hàng mới cho chúng ta, được chưa? Vâng, tôi lấy thí dụ như là Facebook này, Zalo, Instagram này, kênh YouTube vân vân. Nếu mà các bạn có nhiều bạn bè, nhiều lượt theo dõi thì cái việc bán hàng cũng rất là tốt. Đó. Thế thì cái việc mà chúng ta tận dụng những cái kênh khác của những cái người khác như vậy là một trong những cái chiến lược rất thông minh của những người làm sale giỏi. Và họ đã sớm thành công. Có một câu chuyện một anh đi bán xe hơi và đã leo lên cái vị trí giám đốc khu vực rất là nhanh. Bởi vì thay vì mất nhiều thời gian học về các loại xe, đúng không ạ, thì anh ta đã mua một tờ báo và đọc đi đọc lại các cái đoạn tin giao về xe. Anh ta tìm hiểu rất nhanh. Người ta mất một tháng, anh ta chỉ mất 3 ngày. Đấy là cách học. Đó, chúng ta lên mạng, chúng ta đọc một hồi chúng ta sẽ hiểu về cơ bản một số các dòng xe, không cần hiểu quá sâu. Sau đó chúng ta kết nối với những người bán bất động sản, những người du lịch, những người mà phục vụ những khách hàng giàu có, đúng không ạ, khu nghỉ dưỡng.
chúng ta tìm hiểu và chúng ta kết bạn với những khách đó, những cái người phục vụ và những cái người mà làm sale đó, thì chúng ta trao đổi khách hàng với nhau. Và anh đó đã rất là thành công, anh đó đã chia sẻ cái câu chuyện như vậy và thu hút được rất nhiều sự quan tâm và học hỏi cái kinh nghiệm đó. Thì tôi cũng muốn chia sẻ lại với các bạn cái cách làm. Ý tưởng của tôi ở đây chỉ rất đơn giản, đấy là các bạn cùng khai thác một tập khách hàng bằng cách là khai thác những cái người sale khác trong những lĩnh vực khác mà có liên quan đến khách hàng của bạn. Các bạn bắt tay với họ và cho đi nhận lại sau đó, đúng không ạ? Và chúng ta cũng kết bạn và quảng giao với những cái bạn bè người thân của chúng ta. Tôi có một ví dụ như thế này ạ. Ví dụ này thì không hẳn là sử dụng những cái người bán hàng khác, mà ở đây là những kênh bán hàng khác. Ví dụ tôi quan sát bằng cái con mắt nhà nghề thì tôi thấy rằng là cái kênh siêu thị Vinmart, họ có những cái cách thức rất là hay, đấy là họ thu tiền điện nước giúp cho cái bên điện và bên nước. Và với một cái cách như vậy là một cách tôi cho rằng bán hàng rất thông minh. Đó chính là một cái lý do rất khách quan và rất cần thiết để hàng tháng bạn luôn có những cái lượt traffic, hay còn gọi là foot traffic, đúng không ạ? Tức là đi đến cửa hàng của bạn từ chính những người là chủ các gia đình. Họ phải đi đóng tiền điện, tiền nước. Và nếu như cái người bán hàng khôn ngoan một chút, đúng không ạ? Có các chương trình giảm giá, giới thiệu những cái sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, và đôi khi họ cũng sẽ tự mua luôn chứ mình cũng chẳng cần giới thiệu. Thì tôi đánh giá đấy là một cái cách rất tuyệt vời để mà một cái siêu thị bán hàng các cái hàng tiêu dùng như Vinmart có thể tăng được doanh số và tiếp cận được khách hàng tốt hơn. Đấy là họ đã đứng ra thu tiền điện nước cho các cái đơn vị. Còn tất nhiên cái cơ chế hợp tác, cách thức như nào thì tôi không bàn. Tôi chỉ nhìn nhận dưới cái con mắt nhà nghề là đấy chính là cái cách rất thông minh để các bạn có thêm khách hàng, bằng cách là các bạn tận dụng kết hợp với những người bán hàng khác và những kênh bán hàng khác, được chưa ạ? Vâng, ok, bài học này thì ngắn gọn đơn giản như thế thôi. Tôi xin phép kết thúc cái bài học này và muốn nhấn mạnh vào cái kinh nghiệm là các bạn cần phải quảng giao với chính những sale trong nghề, chính những sale mà có trung tập khách hàng để học hỏi và khai thác. Và thứ ba là quảng giao với chính khách hàng, kết bạn với chính khách hàng và người thân. Bởi vì tất cả những người đấy sẽ là những người mà bán hàng, sẽ giúp bạn bán hàng rất tốt. Và thứ tư nữa là các bạn khai thác những kênh của những cái đối tác khác nếu như các bạn có điều kiện. Được chưa ạ? Vâng, xin được phép kết thúc cái video này. Xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.